các thánh là ai? Là người chấp nhận mình như mình là. Có sao nói vậy là hay. Mình sao mình vậy là tay sành đời. Mình khóc mà nói mình cười. Nói sai sự thật mọi người khinh chê. Mặt mày mụn nhọt lề mề, bảo mình duyên dáng anh hề cười cho. Các thánh là ai? Là người không bám víu. Ráng đi trên cả hai chân, ráng nhìn bằng cả mắt mình mới hay. Tự mình chắp cánh mình bay, ít cần bám víu vào ai trên đời. Có như vậy mới thành người, thành người khôn lớn vạn lời ca khen. Các thánh là ai? Là người có hành trang gọn nhẹ, cứ theo ánh sáng mà đi, mặt nhìn thẳng mặt đừng gì cản ngăn. Tránh đi trong cảnh tối tăm, khỏi vấp phải đá khỏi lăn xuống hồ. Tránh đừng ăn nói hồ đồ, tránh đừng khoác lác mập mờ dở dang. Tránh mang vật dụng kênh càng, hành trang gọn nhẹ dễ dàng tiến lên. Thiên đàng có sẵn triều thiên, thưởng cho ai có đức tin ngoan cường. Các thánh là ai? Là người không nói điều xấu. Bịt mồm bịt miệng lại đi, mỗi khi muốn nói điều gì xấu xa. Ai nghe nói xấu tránh ra, đi làm việc khác kẻo mà vả lây. Mỗi người là một cái thây, dần dần thối rữa chờ ngày tiêu tan. Mình đâu có phải thiên thần, mình đâu có phải thánh nhân trên trời. Cùng nhau đang sống giữa đời, thương nhau chịu khó mỉm cười với nhau. Các thánh là ai? Là người biết chúc mừng đúng lúc. Mừng nhau kẻ trước người sau, mừng sao đúng dịp đúng người là vui. Mừng cô có cháu thôi nôi, mừng anh tìm được một nơi ăn làm. Mừng ông thoát nạn an toàn, mừng nhà vui vẻ Noel năm này. Mừng xuân sắp sửa tới đây, mừng chung ngày Tết vui vầy bên nhau.